Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Chiếc xe tải tông liên hoàn vào nhiều xe ô tô khác khiến nhiều xe bị hư hại, giao thông bị kẹt cứng nhiều km. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, xe tải biển số 47H00666 lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng tỉnh Cát Nông về thành phố Đồng Xoài khi đến đoạn gần cầu Ban Tông thuộc thôn 8 xã Đức Liễu huyện Bù Đăng Bình Phước thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải lưu thông phía trước, sau đó tiếp tục va chạm vào đuôi cánh quạt gió của xe đầu kéo lưu thông theo hướng ngược lại, sau đó tiếp tục va chạm vào hai xe bán tải. Vụ tai nạn đã khiến bốn chiếc xe cùng hư hỏng nặng. Giao thông hai bên đầu cầu Ban Tông đều bị ủng tắc hàng km. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước, công an huyện Bù Đăng cùng các lực lượng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, tối qua trên đường DT753, đoạn qua khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối cùng ngày, xe tải biển số 37H00871 lưu thông trên đường DT753 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi Mã Đà, đến đoạn khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, bất ngờ va chạm với xe mô tô biển số 93 p 292308 92308 do một nam thanh niên điều khiển từ đường nhánh bên trái xe tải ra đường DT753. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên và xe mô tô bị ngã văng xuống đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn